Xin chào quý anh chị và các bạn, ngoại em Nguyên đây. Thì mấy bữa nay nếu anh chị đi đấu giá nhà ở vùng Orange County, anh chị offer 50.000, 100.000 over cái listing price mà anh chị vẫn không có thắng được căn nhà đó, anh chị cảm thấy mệt mỏi với việc đấu giá nhà. Thì hôm nay em có một cái listing của một người quen đang nhờ em bán giùm căn nhà này. Và cái giá người ta đưa ra là cái giá người ta muốn bán luôn, anh chị không cần phải đấu đá. Căn nhà này là một căn nhà mới ở thành phố Stanton, California. Nhà có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1720 square feet. Nhà single family nha anh chị, nhà có tầng nhưng không phải là nhà townhouse, và nghĩa là tường nó không đụng tường với nhau. Anh chị mua căn nhà này là căn nhà new build. Người chủ nhà người ta mua căn nhà này vào cuối năm 2022, lúc đầu định mua cho gia đình sử dụng. Nhưng mà vì một cái số lý do mà người ta không cần sử dụng căn nhà này nữa, nên người ta quyết định người ta bán gần như là quầy vốn của căn nhà này đó anh chị. Thì căn nhà này đang được chủ nhà người ta rao bán với giá là 860.000. Đối với em, cái giá 860.000 này đó là một cái giá tương đối là good deal đó anh chị. Tại vì nếu anh chị đang tìm kiếm những căn nhà mới ở vùng Orange County này, thì gần như không có một căn nhà single family nào mà dưới giá 900.000 hết đó anh chị. Đó, nên em thấy căn nhà này là một cái good deal. Người chủ nhà người ta đang muốn bán với một cái mức giá gần như là quầy vốn. Tại vì người ta có rất là nhiều chi phí khi mà anh chị mua một căn nhà, người ta bán với một cái mức giá quầy vốn. Nên em thấy đây là một căn nhà gần như là căn nhà mới, rẻ nhất ở vùng Orange County này. Nên em muốn quay và giới thiệu cho anh chị xem. Rồi, bây giờ em sẽ quay căn nhà trước, sau đó ở phần cuối video em sẽ nói về những cái ưu và nhược điểm của căn nhà này cho anh chị nghe nha. Ok, mình coi căn nhà này trước. Đây là phía trước của ngôi nhà mà em muốn quay và giới thiệu cho anh chị. Ngôi nhà này là một căn nhà vừa mới xây năm 2023. Căn nhà process thì hiện tại đã 95% mà done rồi nha anh chị. Nhà có 3 story, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, nhà rộng 1735 square feet, không có đất nha anh chị. Đây là phía bên ngoài của căn nhà. Thì từ căn nhà này mà ra khu Việt Nam mình, ra khu Phúc Thọ cũng chỉ có 15 phút lái xe mà thôi. Bây giờ em bước vô căn nhà, coi căn nhà này cái floor plan nó như thế nào, cái condition như em nói cho anh chị nghe nha. Rồi, bước vô căn nhà, cái đầu tiên em thấy là một cái hallway. Thì nếu như anh chị thấy cái cửa trước mặt em đó, đó chính là cái cửa thông qua cái garage. Còn bên tay đây là một cái storage để đựng đồ, giống như khách vô người ta đựng jacket hay đựng nón gì người ta đựng trong đây. Và em thấy có một điểm rất là tinh tế từ căn nhà này, đó chính là mình bước vô mình sẽ không thấy cái cầu thang trước mặt mình liền, mà cầu thang được dời ngang, dời qua một bên. Vậy nghĩa là người builder này người ta cũng biết người châu Á mình rất là ngại cái dù cầu, bước vô cái thấy cầu thang liền, rất là chạm phong thủy, rất là đụng phong thủy, nên mình người ta đã làm cái cầu thang không có đụng cái cửa. Đó cũng là một cái điểm cộng của căn nhà này. Và đang bước lên đầu cầu một là em sẽ thấy một cái half bathroom ở đây. Và đây là không gian nhà bếp với không gian phòng khách. Thì như anh chị thấy ở đây thì không gian nhà bếp rất rộng, có một cái big island nằm ngay ở giữa. Anh chị thấy không? Nhà bếp rất rộng, rất thoáng và rất nhiều cửa sổ. Một trong những cái mà khi em quay nhà mới em rất thích là tại vì nó có nhiều cửa sổ anh chị. Nhà cũ nó không có nhiều cửa sổ bằng nhà mới, và nhà cũ nó không có nhiều đèn. Còn nhà mới là nó gắn recess light, nó điện nó tốn ít nên người ta gắn recess light khắp muôn nơi, nhà nó rất là sáng. Và vô mặc dù mình biết nhà này nhà có không có đất, 2 tầng thôi, nhưng mà mình vẫn thấy nó thoáng, nó dễ chịu, ở nó dễ chịu đó anh chị. Đây là phòng pantry room để đựng đồ khô, giống như đựng mì gói, đựng gạo. Nói chung là người Mỹ người ta rất là thích phòng này. Đó, anh chị thấy không gian phòng bếp không? Với không gian phòng khách không? Rất rất rộng. Nhà rộng 1720 square feet, sàn thì được trải sàn vinyl nha anh chị. Rất là nhiều cửa sổ đón ánh nắng khắp mọi nơi. Không những ánh đèn cửa sổ mà còn ánh đèn từ recess light nữa. Rồi, bây giờ em sẽ quay toàn bộ khung cảnh này cho anh chị xem. Nói chung là nhà thì còn 90% đinh rồi thôi. Mới 95% chứ 2 tuần nữa là xong hết rồi anh chị. Nên vậy thôi. Rồi, bây giờ em sẽ lên cái tầng 2. Gồm tầng 3 chứ, tại vì cái tầng đầu tiên là cái floor nó ở Mỹ nó tính là first story, cái mới vừa quay là second story, bây giờ mình lên tầng 3. Nhà này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi nha anh chị, thì ở dưới cái kitchen thì mình có nửa cái nhà tắm thôi. 3 phòng ngủ đều nằm trên tầng 3 hết nha anh chị. Thì bước lên đầu tiên em sẽ thấy có hai cái tủ nó để ở đây. Thì hai tủ này giống như để mình đựng đồ,
Mình đừng đòi giặt đồ gì á. Tại vì sao nữa em nói đừng đòi giặt đồ? Tại vì kế bên đây của em là đi thẳng anh chị thấy, đó chính là phòng giặt sấy. Phòng giặt sấy nó nằm ở trên tầng 3 anh chị. Thì nếu mà anh chị cái phòng giặt sấy này nhìn cái cấu trúc nó thiết kế thì em biết đây là nó là phòng mặt giấy, là máy máy giặt nó nằm ở dưới, máy sấy nằm ở trên, đặt chồng lên nhau. Thì cái cách nó đi design thiết kế coi cái phòng đó là như vậy. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên nè anh chị. Cái phòng giặt sấy nó thường kế phòng ngủ và đúng anh chị, giống như mình tắm rửa mình giặt, nhưng mà mình muốn giặt sấy kế bên vậy rất là tiện. Đó, đây là phòng ngủ đầu tiên. Thì cái phòng ngủ này thì cũng standard size thôi. Nhưng mà một cái khác biệt giữa tầng 2 với tầng 3 đó chính là tầng 3 này nó thảm nha anh chị. Nhà tắm thì nó lót gạch, lót tile. Cái nhà tắm này là double sink, xài bathtub. Có cửa sổ. Nói chung là cái nhà tắm này đồ dùng em thấy đồ, tất cả mọi thứ đồ ở đây đều là đồ dùng standard hết, không có gì. Nói chung là đa phần nếu anh chị đã có kinh nghiệm đi mua nhà mới rồi thì mặc dù nhà mới anh chị thấy những cái căn model home anh chị nó đẹp lộng lẫy luôn, nhưng mà khi mà người ta giao nhà cho mình á thì nó cũng không có phải ở quá lộng lẫy như vậy đâu anh chị. Tại vì mấy căn mà nếu anh chị mà muốn mua nhà mới mà anh chị muốn xây những căn nhà mà giống y chang cái căn nhà model mà mình đi xem, muốn mình đi xem nhà mới nó cho mình xem á, thì mình phải upgrade thêm 40-50 ngàn, 60-70 ngàn nữa anh chị, chứ không rẻ. Thì có những căn mà nếu mà nó high standard nó phải upgrade lên 100 ngàn nữa. Đây là phòng ngủ thứ hai. Thì cái phòng ngủ thứ hai này nó xem size với cái phòng ngủ đầu tiên. Còn đây là cái master bedroom. Nhà này có một cái master bedroom. Thì cái master bedroom này em nói thiệt là cái master bedroom này nó không quá bự, nó không bự như như expectation của em. Tại nhưng mà tại vì nhà này chỉ có 1.720 square feet thôi nên mình cũng không nên expect quá nhiều. Đó, thì cái master bedroom có, mặc dù là nhà cũng không quá lớn nhưng mà master bedroom cũng có walk-in closet nha anh chị. Đó, đây là cái view mà nhìn từ cái master bedroom, rất là nhiều cửa sổ. Đó, đây là một cái walk-in closet cũng tương đối rộng nha anh chị. Cái walk-in closet này em thấy cũng ok em chị, đựng được rất là nhiều đồ. Và bên đây mình có một cái nhà tắm cho cái bathroom này. Thì cũng là double sink ở đây. Và một cái nhà tắm đứng, một cái phòng tắm đứng. Và cái toilet cũng có một cái phòng riêng. Em rất là thích cái toilet có phòng riêng. Tại vì nó more privacy anh chị. Giống. Đó. Bên đây có một cái toilet có cái cửa đóng ra đóng vô. Để cho giống như mình đi restroom thì phải nó more privacy. Đó anh chị. Thì căn nhà này em thấy là nó đồ đạc dùng thì cũng là đồ standard thôi. Tại vì đa phần là mình nếu mình vô mình muốn thì mình có thể upgrade thêm. Đây là phía đằng sau của căn nhà đó anh chị. Hồi nãy em quay đằng trước, đây là phía đằng sau của căn nhà. Thì căn nhà này như anh chị em đã nói, căn nhà này nó chỉ gần với bức, nó chỉ đụng với bức căn nhà kế bên thôi, nhưng mà phía bên đây thì không có đụng với bất cứ ai hết. Là cái vị trí này, vị khách người người seller này đã mua bỏ thêm 8.000 để mua căn nhà ở vị trí này đó anh chị. Đây là cái Carrera. Thì Carrera này nếu mà anh chị không làm gì á thì đậu được 3 chiếc xe, 2 chiếc ở đây và 1 chiếc đậu sâu bên trong đây nè anh chị. Đó, thì sâu bên trong này anh chị có thể đậu thêm 1 chiếc xe nữa. Nhưng nếu anh chị muốn biến nhà này thành 4 phòng ngủ thì anh chị cũng có thể nha anh chị. Giống như căn cái khúc này nè anh chị. Đó, anh chị đóng một cái bức tường, anh chị thấy cái water heater đây không? Anh chị đóng một cái bức tường anh chị ngay đây. Đó, đóng một bức tường ngay đây, anh chị có thể làm thêm một cái phòng ngủ ở dưới đây nữa nha anh chị. Và nhà này đây là phía một cái chỗ, một bên đây là hộc nhà mình nha anh chị. Thì chỗ này mình có thể trồng cây. Central Air ở đây, Central Air cũng nghe em thấy nó xài cũng hơi tốt. Và một trong những cái ưu điểm khác của nhà này mà em nhìn ra được, mà người chủ nhà người ta có nói cho em, mà nhà này có solar nha anh chị. Solar đã được pay up rồi, nghĩa là anh chị vô nhà này anh chị xài bếp điện, nói chung là tất cả những dụng cụ điện gì đó, mình xài máy ảnh thoải mái này, xài dụng cụ điện gì mình không lo lắng về tiền điện nha anh chị. Đây là cái monitor để control AC. Và em đã quay và giới thiệu xong cho anh chị căn nhà ở thành phố Stanton, cây Phật Nha. Căn nhà này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rửa, nhà rộng 1.735 square feet. Nhà này là nhà new build mới xây năm 2023 bởi builder KB Home xây. Nhà có 3 story
Bây giờ em nói những cái ưu và nhược điểm của căn nhà này nha anh chị. Ưu điểm đầu tiên, nhà này là nhà mới xây, anh chị không phải tốn tiền sửa chữa gì hết. Ưu điểm thứ hai của căn nhà này, nhà có solar, đã được pay up rồi. Thì nếu anh chị mua nhà này về gần như anh chị sẽ không tốn tiền điện, tại vì bếp là bếp điện, đồ dùng nhà đa phần là đồ điện hết, thì anh chị đỡ tốn tiền điện nè. Rồi ưu điểm thứ ba mà em thấy từ căn nhà này đó chính là cái location. Tại cái location ở đây là một trong những cái location tương đối gần khu Việt Nam mình. Từ căn nhà này mà ra khu Việt Nam chỉ có 10-15 phút lái xe mà thôi, phù hợp cho anh chị những cái đang kiếm những căn nhà single family gần cái cộng đồng Việt Nam mình. Cái ưu điểm cuối cùng mà em nhìn và cũng là ưu điểm lớn nhất từ căn nhà này đó chính là cái giá anh chị. Thì cái giá listing price chỉ có 860.000 mà thôi, anh chị không cần phải trả giá hơn, cũng không cần phải đấu đá gì hết. Căn nhà này chưa được lên thị trường nên anh chị, nếu anh chị muốn mua thì anh chị phải gọi em liền, tại cái giá này, nếu em nghĩ cái giá này mà đăng lên thị trường sẽ có người đấu hơn đó anh chị. Bây giờ đó là bốn cái ưu điểm mà em nhìn thấy từ căn nhà này. Nhà nào cũng có nhược điểm đúng không chị? Nhược điểm của căn nhà này đó chính là em thấy là những cái đồ dùng trong căn nhà này đa phần là đồ standard thôi. Thì đó cũng là cái nhược điểm mà em nhìn ra được từ căn nhà này. Thì nếu anh chị thích coi căn nhà này, anh chị muốn mua căn nhà này thì anh chị phải liên hệ em ngay. Tại vì căn nhà này chủ nhà người ta đang muốn bán gấp để người ta lo giải quyết công việc gia đình nha anh chị. Rồi, nếu anh chị thích thì anh chị hãy liên hệ em qua số điện thoại 7146559715. Em là Tony Nguyễn, em cảm ơn anh chị đã coi video em rất nhiều.